Trân trọng kính chào ông bà mục sư quản nhiệm, ban trị sự chấp sự cùng toàn thể quý hội thánh tối hôm nay. Thưa quý hội thánh, chúng ta đang bước vào trong cái thềm năm mới với cái chủ đề là mục sư quản nhiệm cho chuẩn bị gì cho tương lai. Thì chúng ta tìm hiểu một số vấn đề mà trước giả Kinh Thánh nói để chúng ta vững vàng trong những ngày cuối cùng, trong một cái trật tự đang biến đổi về kinh tế, xã hội, đạo đức và nhiều điều đang xảy ra. Thưa quý hội thánh, Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, gọi là lời vô ngộ, lời được mặc khải mở ra cho con người thấy trong viễn tưởng tương lai cũng như trong hiện tại, trong suốt khỏi dòng lịch sử của con người. Bởi vì có những điều mà chúng ta không hiểu về ngày mai, thì Đức Chúa Trời là đứng toàn tri, Ngài dựng nên con người, Ngài sống trong lòng người, Ngài hiểu rõ cái nỗi nhu cầu của con người. Cho nên không có một sách vở nào, không có một cái học thuyết nào hay tôn giáo nào có thể bày tỏ một cách rõ ràng về chân lý lời của Đức Chúa Trời từ việc con người, từ việc thế giới tương lai, về hội thánh, về chính Đức Chúa Trời và mềm vấn đề khác. Chỉ có Kinh Thánh là cuốn sách từ Đức Chúa Trời được bày tỏ trong ý muốn của Ngài, nên chúng ta tin cậy, sống theo và áp dụng Kinh Thánh cho một cuộc đời của chúng ta. Ở trong này thì quý hội thánh hôm nay học về sách Gia Cơ. Thì Gia Cơ là ai? Gia Cơ là một trong những người em ở trong gia đình của Chúa Giêsu. Bản thân ông cũng không có tin Chúa, mặc dù có chứng kiến những cái lời về giảng dạy, làm phép lạ tất cả, nhưng mà chính anh em của Chúa ở trong nhà thì cũng không tin Chúa. Cho đến khi ông chứng kiến thật sự sự sống lại của Chúa thì làm thay đổi cái nhận thức của ông về Chúa một cách rõ ràng. Cho nên Kinh Thánh nói rằng, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 nói rằng là hiện ra cho Gia-cơ. Rồi trong Công vụ Sứ Đồ thì nói ra rằng là Gia-cơ là một cột trụ trong các sứ đồ mà hội thánh tại Jerusalem. Gia-cơ được ảnh hưởng rất nhiều trong lời dạy của Chúa Giê-xu, bởi vì Gia-cơ thấm nhuần trong bài giảng trên núi Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, và ông được viết lại. Có nhiều học giả cho rằng là sách Gia-cơ là gọi là vang dội hay là ảnh hưởng, hay là chúng ta nghiên cứu kỹ Gia-cơ 5 đoạn này thì thấy được rằng những cái gì về công danh nước trời, về đời sống tạm thời, sự cầu nguyện, đạo đức nước trời v.v. thì được trình bày trong 5 đoạn của Gia-cơ một cách rất rõ ràng. Gia-cơ cũng ảnh hưởng trên sứ đồ Phao-lô và trong cái thần học của Phao-lô. Ví dụ đức tin trong quan điểm của Đức Chúa Trời nhìn với loài người bất toàn tội lỗi, đức tin được cứu bởi ân sủng, Phao-lô trình bày như vậy. Nhưng mà Gia-cơ thì bổ sung thêm và làm sáng tỏ vấn đề, tức là đức tin đó được áp dụng trong đời sống con người, đức tin cứu chuộc nó được phải thẩm thấu, phải được hiểu và được bày tỏ ra đời sống con người theo quan điểm của con người. Hai cái bổ sung cho nhau. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng là Gia-cơ trình bày 5 đoạn theo 5 cái gọi là cái động từ, theo một cái chuỗi. Thì có nhiều sự phân chia, hay là quý vị học Kinh Thánh thì cái hội thánh học Kinh Thánh thì nó khác nhau, nhưng mà tôi có cái nhìn là đoạn 1 thì ông nói về cái đức tin của chúng ta trong sự thử thách, đoạn 2 thì phải phục vụ Chúa, đoạn 3 thì cái lời nói, đoạn 4 là sự thuần phục ý muốn Đức Chúa Trời, và đoạn 5 là chia sẻ những cái ơn phước đối với cá nhân, đối với gia đình và đối với nhau. Cho nên chúng ta nhìn một cái chuỗi này để chúng ta thấy rằng một sự thống nhất của toàn bộ sự mặc khải Kinh Thánh cũng như sách Gia-cơ.
Thưa quý vị, và Hội Thánh Gia-cơ viết cho ai? Viết cho 12 chi phái, tức là những người Do Thái tin Chúa bị tán lạc trong xứ Palestine đương thời. Chúng ta biết rằng là Thánh Phi-e-rơ thì ông nói ông cũng viết cho 12 chi phái tán lạc, nhưng là ở vùng phía Tây. Nhưng Gia-cơ viết cho những người Do Thái tán lạc về phía Đông, Babylon và một vùng Lưỡng Hà. Tức là phải nói rằng là Đức Chúa Trời trong 100 năm đầu, lời của Chúa được truyền bá khắp mọi nơi, và Chúa dùng nhiều đời tới của Chúa để thấy được cái sự kỳ diệu này. Chúng ta thấy rằng con người đời xưa họ cũng có những nhu cầu, họ cũng làm ăn, kinh tế, xã hội, học hành, buôn bán, tất cả mọi vấn đề. Họ cũng như con người chúng ta như ngày nay, ví dụ như là từ Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh dân nhập cư từ các vùng, các tỉnh về làm ăn sinh sống. Cũng ngày xưa thì cái xứ Palestine đó 12 chi phái tán lạc, họ đi khắp nơi họ làm ăn, rồi họ cũng lo lắng, họ tin Chúa, họ nhóm lại, nhưng mà có nhiều cái rắc rối trong cuộc đời, rồi họ cầu nguyện Chúa, rồi họ cũng nghi ngờ, rồi họ cũng dự định tương lai, rồi họ cũng có cái cuộc sống cơm gạo áo tiền như chúng ta ngày nay thôi. Nó giống như vậy, và ngày hôm nay cũng vậy. Tối hôm nay chúng ta học một vài điểm, có ba cái trọng điểm mà tôi muốn lấy ở trong Mục sư Quán Nhiệm thì cho từ câu 13 đến câu 14 thôi. Nhưng mà tôi thì muốn lấy từ câu 13, câu 17, và phải nói rằng cả sách Gia-cơ và cả Kinh Thánh nữa, để chúng ta hiểu một cái chuỗi trong cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Ở trong này câu 13 đến 17 thì được chia ra làm ba cái vấn đề thôi. Câu 13 lấy là ý muốn của con người, là ý người, ý người. Câu 14 là lời cảnh báo. Câu 14 là lời cảnh báo. Và câu 15 đến câu 17 là ý của Đức Chúa Trời, hay là ý trời. Bây giờ dễ hiểu thôi. Ý người, lời cảnh báo và ý trời. Thế thôi, dễ. Ý người, lời cảnh báo và ý trời. Thưa quý vị, con người có nhiều cái sự tính toán. Là con người mà sau khi sa ngã thì cái xu hướng của con người thường đặt mình làm trung tâm. Xu hướng của con người đặt mình là giải quyết mọi vấn đề theo ý muốn của mình. Và xu hướng của con người thường hay xung đột, hay là tự hào, khoe khoang. Cái đó là cái bản chất tội lỗi mà ai trong con người cũng có, như tôi cũng có cái điều đó. Cho nên cái câu chuyện này Gia-cơ nói lên một cái là: hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay và ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Câu đầu tiên giới thiệu một vấn đề là ý định của con người. Ý định của con người nhiều lắm. Trong năm mới này quý vị có cho con đi du học, đổi cái cách kinh doanh, rồi đổi chỗ ở, hoặc là nhóm với hội thánh nào, hay là đọc mấy đoạn kinh thánh, rồi nhiều cái kế hoạch trong cái tương lai của mình. Đó là cái ý định của mình. Mà ý định đó thực hiện được hay không thì chúng ta bắt đầu theo dõi những gì Kinh Thánh nói để Chúa dạy dỗ chúng ta ở đây. Đặc biệt là cái văn chương của Gia-cơ thì cũng ảnh hưởng rất nhiều về bài giảng trên núi, và ông dùng những cái từ rất là bình dân. Quý vị thấy rằng Gia-cơ ông dùng cái sự như sóng biển. Nói sóng biển thì ai cũng hiểu được sóng biển là gì. Trong đoạn 1 câu 6, ở trong đoạn 1 câu 11, ông cũng dùng hoa cỏ, dùng nắng, dùng cỏ khô hoa rụng. Rồi ông cũng nói đến là ánh sáng, rồi ông nói đến sự biến cải. Rồi trong đoạn 3 ông dùng hàm thiết miệng ngựa, rồi cái lưới, rồi rừng, rồi sâu bọ chim chóc. Là những cái ngôn từ, cái văn chương rất là bình dân nhưng mà rất sâu sắc, trong cảnh thiên nhiên, trong cái đời sống mà liên hệ đến đời sống hiện tại và trong cõi đời đời. Đặc biệt thích Gia-cơ nhấn mạnh về eschatology, tức là lai thế học, gọi là thế giới tương lai. Cho nên hôm nay ý mục sư Quán Nhiệm muốn là cái nó chuẩn bị gì cho tương lai. Ở trong Kinh Thánh nói rằng là người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì được ích gì.
Thưa quý vị, câu chuyện này chúng ta nếu đọc bối cảnh của nó thì chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Bởi vì trong đoạn 16 mang một ý nghĩa về thần học hội thánh, mà thần học hội thánh Chúa Giêsu lập ở trên Phi-e-rơ, mà đến cái cốc là gọi là trên con đường từ Galilê rồi đến Samari rồi đến Giu-đê, từ Giu-đê đến Jerusalem thì tới địa phận của Sera Philip, thì có một sự chuyển biến rất là lớn. Bây giờ tôi đọc kỹ mấy sách Phúc Âm cho thấy sự chuyển biến. Đây là cái lúc mà Chúa bắt đầu bày tỏ con đường, trên đường đi đến thành Jerusalem. Thì môn đồ, Chúa hỏi môn đồ là các người họ nói ta là ai? Người nói tiên tri, người nói Giăng Báp-tít, người nói là Ê-li, vân vân, một trong những tiên tri. Rồi Chúa hỏi trực tiếp các môn đồ của Chúa, hỏi về cái gọi là các người nói ta là ai? Thì Phi-e-rơ nói liền, Phi-e-rơ nói nhanh lắm, Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống. Thì sau đó Chúa nói về Chúa lên thập tự giá vân vân, thì Phi-e-rơ ngăn cản, để Chúa trách Phi-e-rơ. Chúa nói rằng là ông không hiểu cái việc của Đức và việc của nước thiên đàng, không có hiểu được cái việc mà Đức Chúa Trời, chỉ hiểu con việc người ta, việc người ta thôi. Bắt đầu Ngài cũng dạy, Ngài dạy và Ngài nói ai giữ sự sống mình sẽ mất, ai được ai mất sự sống mình sẽ được, và được và mất. Rồi bắt đầu kế tiếp nó nói câu chuyện, nói với cái câu là nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì chẳng bị được ích gì. Con người cái sự hữu hạn, bởi vì khi con người sa ngã thì tội lỗi ở trong con người không thể hiểu được chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời, ngoại trừ tin Ngài. Bắt đầu Ngài mở ra, Ngài tái tạo, Ngài cho biết và càng dần 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 hé lộ. Cũng như vậy các môn đồ và các sứ đồ đi theo Chúa, nhưng mà cũng không hiểu được. Họ bắt đầu mới tin đức, tin họ từ từ lớn lên để họ hiểu. Và chúng ta ngày nay cũng vậy, trong quá trình theo Chúa đó, thì nhiều khi nói về nghe nói về thiên đàng, nói về địa ngục, nói về những cái đó, là nhiều khi những người ý đức tin hoặc chúng ta thấy còn mơ hồ hoặc là không thực tế. Nhưng mà những điều này là lời Chúa, là chân lý để chúng ta thấy kinh nghiệm thiên đàng ở trong cuộc đời của mỗi con người. Và chúng ta gần gũi với Chúa, đi với Chúa, từng trải thuộc linh, từ thất bại này đến thất bại khác, mỗi lần thất bại lớn lên, rồi cuộc đời chúng ta có những thăng trầm và nhiều người bỏ, nhiều người chê cười. Lúc đó chúng ta đến gần với Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được cái sự hiện hữu, kinh nghiệm được cái tình yêu, kinh nghiệm sự chân thật, kinh nghiệm được những gì mà Chúa mở ra. Khi đó rồi chúng ta có quyền chọn lựa. Chọn lựa cái gì? Nước thiên đàng giống như một hạt ngọc trai được chôn trong đám ruộng, người nào tìm được thì thấy quý giá. Cũng vậy nước trời, nước trời không phải là dành, đồng ý nước trời là dành cho tất cả mọi người, nhưng con người nào tìm được, con người nào nhìn thấy được nước trời, con người nào hiểu được nước trời, và con người nào gần gũi với Chúa để kinh nghiệm nước trời trong cuộc đời, đó là vấn đề vô cùng quan trọng. Tôn giáo không giải quyết được vấn đề gì hết, chỉ có quyền năng của Chúa. Cái Đức Chúa Trời là tạo hóa, cho nên Ngài biết sâu ở trong cái đáy lòng này, Ngài biết cái bản chất tội lỗi này, Ngài biết được cái nhu cầu của con người này, thì Ngài bắt đầu mới mở ra để con người nhận thức đúng đắn về Đức Chúa Trời. Tương lai của chúng ta là gì? Thường thì chúng ta tính toán, có người trước năm 2019 thì thấy nhà trọ làm ăn được quá, bây giờ thuê đất hay là mua đất, mà mua thì phải mượn tiền, rồi mượn bà con để đặt ngân hàng, nên để thuê nhà trọ, để mà xây nhà trọ, để có công nhân để người ta mướn. Nhưng mà một nỗi là cái những cái người đi trước họ làm ăn mấy năm trước là được lắm, nhưng mà những năm sau Covid tan tành hết, kinh tế ảnh hưởng toàn cầu, cho nên nó buồn một cái là nhà trọ không cho thuê được rồi, nhưng mà nợ ngân hàng phải trả. Rồi gì nữa, nó áp lực lên, nhiều khi trách móc cay đắng. Trong đó tôi cũng có gặp được một số người tin kính Chúa, rồi cũng có cái sự cay đắng ở trong đó. Rồi chúng ta thấy rằng có nhiều người cái dự tính, cái con người nhiều lắm, cái dự tính con người trong Kinh Thánh, họ tính một cái tháp họ xây để họ làm rạng danh cái con người. Rồi những câu chuyện mà toan tính của những người theo Chúa đó, nhưng mà Chúa đi, Chúa làm ngược lại,
Chúa làm theo ý muốn của Chúa. Cho nên ý định của con người khác với ý muốn của Chúa. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, một cái khoảng cách về nói rằng là cái sự vô lượng, vô hạn của Chúa. Chúa nhìn thấy xuyên suốt vì Ngài là Đấng toàn năng, Ngài Đấng toàn tri. Cho nên chúng ta chỉ nhìn cái giai đoạn trong một hạn hẹp, trong một giai đoạn, nhưng Ngài nhìn một cái lăng kính tổng thể từ khởi điểm cho đến kết thúc, khác với chúng ta. Ở đây nói rằng, cái người này nói rằng là: hỡi anh em, là kẻ nói rằng hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đến thành kia ở một năm buôn bán và phát tài. Trong câu đầu, mở đầu cái câu, cái mạch văn này thì nói rằng là ta là trung tâm, ta là tất cả, phải không? Tự đánh giá, tự tin vào kế hoạch, tự đặt mình làm trung tâm, và cái trọng tâm là việc kiếm tiền, cuối cùng là kiếm tiền làm ăn buôn bán và phát tài. Tài, ý định của con người. Quý vị ơi, cái đồng tiền nó cũng làm cho con người ta đeo đuổi. Trong Kinh Thánh nói rằng là kẻ tham tiền bạc, chứ không phải nói về kẻ làm giàu. Nói cho rõ là làm giàu Chúa không cấm, làm giàu liêm chính Chúa không cấm, mà Chúa khuyến khích là làm ăn phải siêng năng để có tiền. Chúa, nhiều khi chúng mình hiểu lầm về Chúa. Chúa ban cho tất cả, nhưng trong cái ý muốn của Chúa đó, trong cái trật tự của Chúa đó, thì sẽ thịnh vượng. Bởi vì thực tế trong những con người cuộc đời theo Chúa đó, những con người tận tâm với Chúa, thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật, dành thời gian cho Chúa, thời gian cho Chúa trong những tuần hầu việc Chúa, thăm viếng, chăm sóc và làm tất cả, trong thực tế đó, tôi thấy chưa có một ai đói hết. Không những không đói mà giàu nữa. Thật như vậy. Họ làm giống như nói cho người đời nó: ủa, chẳng mà đã làm chơi nhưng mà ăn thiệt. Làm người ta làm như vậy thôi, làm thiệt nhưng mà không trúng cái gì hết đó. Làm không trúng. Mà cái này làm thì làm thôi, lấy đức tin đi với Chúa thôi. Nhưng mà Chúa ban cho cái cuối cùng nó đạt được nhiều thứ lắm. Tôi thấy kinh nghiệm mà chính cuộc đời tôi, thì không phải kinh doanh không làm, mà trong học hành, trong cái sự hầu việc Chúa, tôi thấy là cái ý định của mình như vậy, nhưng mà Chúa, ý định của Chúa lại khác. Cho nên ở đây cái người tương lai của người này là họ nói rằng làm ăn buôn bán là phát tài. Cái cuộc đời của ta nhiều khi bị trói buộc, cái cuộc đời của con người nhiều khi bị trói buộc. Khi tuổi trẻ thì nói dạ em đi học, lớn lớn một chút nữa thì nói để em mà chuẩn bị cưới vợ. Cái này còn vừa rồi. Cưới vợ có đứa con nó theo học việc Chúa nó, để cho lo cho con em học hành thành đạt đó mà xưa. Rồi một thời gian nữa cái tới khúc thì nói ồ, nó mới có một cái nhà, con mới cưới đây phải mua cho nó một cái nhà rồi vân vân, cháu rồi còn lo cho cháu rồi nữa. Cái thời điểm bắt đầu lúc 50 năm mấy rồi, bắt đầu trong cơ thể, bắt đầu sức khỏe rồi nó xuống dần dần rồi. Rồi đến một lúc nữa bắt đầu lấy tiền ra để mua sức khỏe vân vân. Nói bây giờ tôi hầu việc Chúa, tôi hầu việc Chúa. Quý vị thấy nó bạc với Chúa nha. Đó là sự thật trong cái đời sống con người. Lúc tuổi thanh xuân khỏe mạnh, trí tuệ còn minh mẫn, tất cả không dành cho Chúa. Nhưng mà khi lớn lớn tuổi một chút xíu rồi thì tôi phải nói rằng cái bản năng của con người, cái ý định của con người luôn chạy theo, bị trói buộc. Nhiều người làm mà ăn không có thì giờ mà ăn nữa. Nhiều người làm mà đến đổi vì tiền bạc mà tình nghĩa gia đình, bà con, đạo đức mất hết. Nhiều người làm mà không dám bỏ một cái thì giờ để nghỉ cho nó khỏe thể xác. Chúa muốn cho con người, Chúa nói hãy nhớ ngày nghỉ đằng lễ ngày thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời, để Chúa ban phước cho cái ngày đó. Ngài muốn ban phước. Trong cái giao ước của Chúa, trong Sáng Thế Ký nói rõ là Ngài ban phước cho ngày đó, nghĩa là con người thờ phượng ngày đó được phượng, được phước. Trong ý định của Chúa, Chúa muốn như vậy, vì Chúa dựng nên trời đất được. Nhưng mà thường con người, ý định con người đi ngược lại ý muốn của Chúa. Đó nên là cái ông này, cái câu chuyện này, cái lời Chúa đấy nói về cái chuyện là kẻ nói rằng ngày mai, tức là trong hiện tại và tương lai họ nắm giữ hết. Họ nghĩ rằng sẽ làm được, đi đến thành kia một năm ở đó, có kế hoạch đàng hoàng chứ không phải không đâu. Đấy có chiến lược, chiến thuật đàng hoàng, chứ không phải là nói rằng là không. Đi đến cái chỗ trung tâm thương mại, đến cái chỗ mà làm ăn cho nó được ra chỗ nào. Nhiều khi chọn cái chỗ làm ăn á cho được, chứ không nghĩ đến cái chỗ mà con cái mình tâm linh nó phải được. Không nghĩ đến điều đó.
Rồi cái hậu quả khi mà làm ăn được á, thì con cái mất hết, thậm chí gia đình tan nát hết, đạo đức không còn, mất Chúa luôn. Và tôi thấy như vậy đó. Để nên chúng ta cân nhắc, bởi vì biết được cái giá trị, có nhiều cái giá trị tạm thời mà bị mù lòa, bị trói buộc, đánh mất đi cái giá trị đời đời. Có những giá trị mà thấy được thì họ xem trọng hơn cái giá trị không thấy được. Cho nên Chúa có bắt đầu qua phần thứ hai là cảnh báo. Phần thứ hai là cảnh báo ngay. Câu 4: sống ngày mai sẽ ra thế nào thì anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi. Có lời cảnh báo ngay. Sự sống của anh em là chi? Chúa dựng nên con người, Chúa muốn ban cho con người quản trị trái đất, Chúa ban cho con người một nhiệm vụ sản sinh ra đầy dẫy trên đất và tất cả mọi tạo vật, trong đó có con người, làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Bởi vì quý vị thấy một cách dễ dàng thế này thôi. Cá dưới biển đó, quý vị thấy là bao nhiêu dân chúng trên thế giới có gần 8 tỷ người, quý vị họ đánh, họ bắt, họ có nuôi trồng đâu. Không, tự nhiên là tự sinh sản được tồn. Quý vị có lúc nào ngồi nghĩ, à, Chúa nuôi con người không? Có cái nào nghĩ ra không? Tôi ngồi tôi nghĩ thịt, tôi ăn một lát cá ngừ, hoặc là tôi có một con cá này là ngon, hay là thí dụ ăn, mình nhớ đến mình thấy. Mà cái điều đó không phải là tự mình đâu, từ Chúa nhắc cho trong lòng của mình, để mình thấy, ồ, mà cá dưới biển, Chúa nuôi con người, quý vị thấy không? Rồi nói đến, thí dụ chúng ta thấy muối, nó thấy nó nhiều quá rồi, thấy nó, ồ, cho rẻ quá, không sao hết. Nhưng mà thực ra không có muối là con người chết. Quý vị thấy là Chúa nuôi con người, đó thực tế Chúa nuôi con người. Rồi chúng ta thấy những cái gì Chúa sắm sẵn, hạt giống trên đất gieo trồng lương thực, thực phẩm từ nơi đất. Trong Kinh Thánh nói là để mà sản sinh, để chu trình của tự nhiên, Chúa làm để con người nuôi sống, lương thực, thực phẩm nuôi con người. Và nói thật ra cái con người này, cái sự sống này nè, con người không nắm giữ được cái hành tinh này mà nó quay xung quanh mặt trời là 365 ngày, rồi quay quanh mình nó là 24 giờ, là không có ai có quyền để nắm nó lại, cũng không có ai, không Chúa cũng bảo tồn thì chết hết, con người chết. Có khi nào quý vị vào hội thánh nghĩ cái điều đó không? Tương lai Chúa nắm vững trong tương lai. Vì hát về tương lai, mình nói tất cả tương lai, nhưng mà có khi nào mình nghĩ thực sự nó như vậy không? Cái ông này tuyên bố là ô, cái biển này của ông, cái nước này của ông là bá chủ thế giới bên bên, nhưng mà họ nghe là loài người là còn thở còn sống, đó là không, là cái sự sống đó là một tích tắc, một là chết tại chỗ liền, chứ không có nói để sự sống. Covid đó là quý vị thấy mấy năm nó chứng tỏ rằng cái vô hình đó đang là vi khuẩn, nhưng mà coi như là sự lây lan đó mà ta không thấy được bằng mắt, là chết hàng loạt, là chết vậy mà còn chưa tỉnh nữa. Vì thấy nhiều khi là ngày khoa học ngày hôm nay mà thấy là phải không, có thể làm được mọi cái kiêu căng, cái sự kiêu ngạo. Chúa đánh bại cái sự kiêu ngạo của con người. Cho nên là sự sống của anh em là chi? Suy cho cùng, đi tới thành phố đó, suy cho cùng, chọn cái chỗ mà tiện làm ăn. Nhưng mà đây là lời cảnh báo, cân nhắc giữa con cái, cân nhắc giữa việc làm ăn, cân bắt giữa linh hồn, cân bắt giữa sự thờ phượng với việc làm ăn. Cái nào thứ tự ưu tiên? Quý vị tự trả lời, chắc quý vị biết rồi. Ở hội thánh tôi có một gia đình, tháng cũng dư nhiều lắm á, nhưng mà hai đứa con bằng nước mắt, một là xì ke, đứa vô tù, chưa nói đến vay trên app, mà tiền không bao giờ thiếu, mà lúc nào tới cũng khóc hết á, đừng khóc. Rồi bây giờ là đổi đi rồi, đi chỗ khác rồi mà buồn lắm. Họ nên nhiều khi coi cái chuyện tiền nó quan trọng hơn cái đời sống tâm linh, tất cả có, nhưng mà đến nhìn lại con cái không còn nữa. Nó chết rồi, nó chết cả thể xác lẫn tinh thần, nó chết cả cái một thế hệ con cháu của mình. Mà Chúa thì Chúa muốn là phải tập trung vào Chúa trước, Chúa muốn là phải cân nhắc, Chúa muốn là tương lai là tất cả thuộc về, vì tất cả làm rồi cũng sự sống của anh em thôi. Con cái mình làm có tiền, tất cả làm xây nhà, mua xe, tất cả đồng phục vụ cho cái cuộc sống thôi. Nhưng mà Chúa cảnh báo có hai sự sống. Sự sống trong hiện tại và sự sống trong cõi đời đời. Mà thường thì người ta quan tâm đến sự sống hiện tại hơn là sự sống đời đời. Mà Chúa thì Chúa muốn có cái nhìn bao trùm hơn, có cái nhìn rộng hơn, có cái nhìn mà Chúa biết rồi, Chúa lo. Tôi như nhắc lại, không có người nào mà
tập trung vô Chúa, thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, chí thú làm ăn, siêng năng, mà để cho nghèo đói qua giàu nữa. Không những giàu mà còn thịnh vượng, còn được tôn trọng và được Chúa yêu con người lắm. Nhưng mà rất tiếc, con người đối với Chúa như thế nào và hiểu biết Chúa như thế nào. Sự sống anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát là ta nên. Đấy là cái sự mỏng manh để đời người. Môi-se nói lại xin Chúa, cầu xin Chúa đếm các ngày. Đếm có nghĩa rằng xem coi cái sự tồn tại của trên đất này, cái ý nghĩa, mục đích làm gì, ích lợi như thế nào. Có người nói rằng mục sư phải làm thế này, làm thế kia, làm thế này. Tôi cười không nói gì hết. Tôi nói năm nay tôi 55 tuổi rồi, nếu mà Chúa cho sống mà mạnh khỏe tốt thì khoảng giảng được khoảng 10 năm nữa, 65 rồi là được rồi. Chứ đừng có để đến 65, 66, 67, 70 này mà lộn tới cái gì nói trước quên sau. Thôi Chúa đừng có để vậy ha. Cho ít nhất làm có chất lượng một thời gian thôi. Cho nên cái ngày phải tính toán, mình phải biết được cái cuộc đời của mình, phải chốt sự chọn lựa. Chứ thưa quý vị và hội thánh, Chúa cho con người có tâm trí để hiểu biết, Chúa cho con người có ý chí để quyết định. Chúa cho quý vị tin Chúa ở đây có tình cảm để yêu Chúa hay bỏ Chúa, thì sự chọn lựa của chúng ta. Đây là lời cảnh báo. Phước hạnh hay đau khổ, toàn bộ Kinh Thánh mặc khải cho những con người yêu Chúa, những con người trả giá Chúa, những người phần thưởng trong đời này và trong cõi đời đời. Và họ, Chúa cứu họ, Chúa ban ơn cho họ và thấy được ngọt ngào, vui mừng trong Chúa luôn luôn. Hãy vui mừng trong xuân là quý vị đó là xuân trong Chúa, sự vui mừng. Tới sự sống, phải có sự sống ở trong Chúa. Cái sự sống nó mong manh lắm. Có người có tiền không ăn ngon miệng được, mà có tiền mà không có răng, răng làm nó bị hư, răng làm nó nhai không được. Tôi có mấy người bạn coi như làm một răng hết bao nhiêu tiền đó mà nhai không được, cái này không cảm giác ăn mà buồn lắm. Hai vợ chồng buồn lắm, nói từ khi chưa làm cái răng còn nhai nhổng thèm được, chứ từ khi làm bộ răng xong rồi từ nên tới bây giờ là coi như không ăn được, buồn lắm. Mà vợ tôi càng ngày càng ốm, họ nói kể nhau vậy, có nhau đổ thừa cho nhau mình khổ vậy. Cho nên những cái đó mình không biết để cảm ơn Chúa cái sự sống của mình. Rồi năm nay nó vậy, nhưng tự nhiên sáng ngày một cái ngủ dậy sáng là không biết sao tới ra giật mình vậy, là đột quỵ nhẹ con được nghe, rồi tay chân để leo cầu thang, bây giờ phải bò. Quý vị thấy nó phiêu lắm à. Mình không hiểu được mình sống ngày nào là biết cảm ơn Chúa. Từ trẻ cho đến già, con cái chúng ta, gia đình chúng ta, hạnh phúc chúng ta, tất cả nó nằm trong cái tầm tay của Chúa. Cho nên Chúa cảnh báo chọn điều nào: chọn thuộc linh, chọn sự sống linh hồn, chọn cái cõi đời đời, chọn ý muốn của Chúa, hay là chọn cái nào, tùy thuộc vào chúng ta. Câu 15 đến câu 17 là giải pháp hay là ý của Đức Chúa Trời. Bây giờ ý của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy có một số vấn đề để giải quyết. Ở đây nói cái người, ý định của con người, sự thất bại con người và sự cảnh báo để chúng ta biết về tương lai chúng ta. Chúa muốn ban phước. Chúa nói rằng Chúa ban ngàn đời cho những kẻ yêu mến Chúa và giữ điều răn của Chúa. Một đời chứ ăn thua, mà một ngàn đời. Chúa nói ngàn đời. Một ngàn đời có nghĩa rằng cái tình yêu của Chúa vô bờ bến, và cái tình yêu Chúa muốn cho con người hiểu biết Chúa. Bây giờ cái giải pháp đó phải làm như thế nào đây? Ở trên này, từ câu 7 đến câu 9 của Gia Cơ, từ câu 7 đến câu 10 công đoạn 4, quý vị nhìn lên một chút xíu ở trên. Ở trên, những cái động tới đây, trước giả đã dùng 10 động từ trong thể mệnh lệnh để nói đến phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn Đức Chúa Trời khác với ý chúng ta. Chúng ta nhìn trong hạn hẹp, nhưng mà Chúa nhìn trong cõi vô hạn. Chúng ta là loài người còn thở trong lỗ mũi, loài người có xác thịt này, giới hạn đau ốm thân thể hay chết này, mà Chúa là thần linh không bao giờ chết. Chúng ta không có quyền trên sự sống của chúng ta, nhưng mà Chúa có quyền trên sự sống của chúng ta. Cho nên là gì? Ở đây nói rằng là gì? Anh em phải nói trái lại, tức là hồi trước là sai lầm, bây giờ phải nói trái lại, ví bằng Chúa muốn, tức là phải ở đây nè, ở trên nè, câu 7, đoạn 4 câu 7. Cái ý muốn của Chúa là trước hết hãy thuận phục Đức Chúa Trời,
hãy thuận phục, một thể mệnh lệnh thuận phục. Một trong những cái cản trở của đức tin, một trong sự chọn lựa, một trong sự khó khăn trong cuộc đời là thuận phục ý của Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều chỗ nói thuận phục lắm, kính sợ Chúa, thuận phục nhau, vợ chồng. Nhưng mà tôi hỏi trong gia đình quý vị, chính quý vị, vợ thuận phục chồng, chồng thuận phục vụ, hay là con cái thuận phục cha mẹ, có khó không? Khó không thưa quý vị Thánh? Khó không à? Một trong những vấn đề bản chất của con người, thuận phục là khó nhất. Ai cũng lấy ý kiến mình đúng hết á. Nhưng mà để được phước, để chọn lựa cho đúng, để tương lai được định đoạt, là Chúa nói thuận phục Đức Chúa Trời. Tôi cũng bị nhiều lúc không có thuận phục Chúa, tai họa đến cũng có, mà Chúa dạy cũng nhiều lần đau đớn lắm, để rồi ăn năn, thuận phục ý mình đi rồi. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lấn xa anh em. Thường chúng ta chỉ rơi vào cái tình trạng là rơi vào tình trạng chúng ta tưởng rằng, chúng ta nghĩ rằng, rồi chúng ta phải theo số đông, rồi chúng ta phải thấy cái triết lý con người, chúng ta phải theo đám đông, rồi chúng ta nghĩ cái gì, không, mà quên đi thuận phục Đức Chúa Trời. Sự hầu việc Chúa cũng vậy, hội thánh dẫn dắt đây cũng vậy. Nhiều khi chúng ta cái nghĩ, ai cũng lấy ý mình làm phải, ai cũng lấy là đúng. Không, phải là ý Chúa là trên hết. Nếu sâu nhiệm Chúa sẽ nhìn thấy điều này. Rồi, hãy thuận phục. Rồi câu 8, hãy đến gần Đức Chúa Trời. Cái nỗi của con người là thường hay xa Đức Chúa Trời. Xa. Xa là không học lời Chúa, không cầu nguyện, không thờ phượng, để cái tâm trí chúng ta nó được nuôi dưỡng bằng cái nhận thức hiểu biết về Chúa. Tôi thấy một thời gian mà tôi bận rộn lo học hành, nghiên cứu, hoặc là bận rộn công việc mà bỏ đi sự cầu nguyện hoặc nghiên cứu lời Chúa đó, mà gần gũi với Chúa, là bắt đầu nó hơi lạng quạng rồi đó. Bắt đầu từ từ thấy nó có những cái loạn quạng. Tức là mình quyết định những cái mà nó không có gọi là cảm xúc, cảm tình, cảm tính, nguy hiểm lắm. Mà không có cái chiều sâu, cũng như là không có hiểu ý muốn Chúa một cách sâu sắc, không có nhạy cảm thuộc linh, là hai có vấn đề. Cho nên là vậy, hãy đến gần Đức Chúa Trời, đến gần Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, đến gần Đức Chúa Trời qua sự thuận phục, thì Ngài sẽ đến gần anh em, Ngài sẽ mở ra cho tương lai chúng ta để nhận biết, nó sáng như lắm, sáng lắm. Những con người bình thường thôi, nhưng mà Chúa chỉ dẫn và phương pháp của Chúa thì nó sáng lắm. Nhìn xa, trông rộng, tránh được cạm bẫy, tránh được cái thất bại. Cái lăng kính của Đức Chúa Trời, nhìn trong lăng kính Đức Chúa Trời. Hỡi các tội, hãy lau tay mình, và ai có hai lòng hãy làm. Lòng là trung tâm của mọi vấn đề, để nhìn thấy Chúa. Ai có lòng trong sạch sẽ nhìn thấy Đức Chúa Trời, biết đi muốn Đức Chúa Trời. Và lấy tay đó mình, tay là hành động. Khi làm cái gì đó mà sai trạch, hành động sai trạch, thì tóp lại để mà quay lại với cái ý muốn của Chúa, với con đường của Chúa. Hãy biết sự khốn nạn của mình, tức là biết cái tình trạng của mình đang rơi vào đó. Nhiều người trong tình trạng đó mà cứ cãi, cái gì cũng cãi được hết đó. Ở trong tình trạng đó rồi thất bại, nhưng mà cứ nói không, cái đó là tại vì hay đổ thừa, đó là bản tính của con người, đổ thừa lắm chứ không nhận nào, ít có khi nhận lắm. Rồi, thuận phục ý Chúa là cái gì? Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đổi sự khóc ra cười. Ở đây nói gì? Hãy đổi cười ra khóc đó, rồi đổi vui ra buồn. Cái thường á, thì quý vị thấy là ý nói về cái sự ăn năn thôi, nhưng mà khi tin Chúa đó, thường đa số thì để ý chúng ta nè, thường chúng ta sai trật thì thứ hay cay đắng, mà cay đắng là nó ngăn cản cái đời sống theo Chúa. Cay đắng cái đem tai họa lại người khác, vì nghĩ người khác lúc nào cũng xấu à, có mình là tốt rồi. Là cay đắng thì lúc nào cũng đổ thừa, chân nhận lỗi của mình. Cay đắng lúc nào không thậm chí không phải đổ thừa cho những người xung quanh đó, mà đôi khi đổ thừa cho Chúa. Con người là như vậy quý vị đó. Biết bao nhiêu ơn phước không biết, không đếm, không nhớ. Nhưng mà Chúa chứ thử thách một chút xíu thôi, do cái sai lầm của mình mà nó chịu, chứ không phải là lo Chúa. Con người cầu nguyện cứ lấy Chúa cứ đem ra thề. Mà tôi hỏi mà Chúa ban phước cho cái ông đánh bạc, Chúa ông say rượu, ông đánh bạc, hoặc là ông cái đời sống, xin lỗi là tình dục, rồi đủ thứ hại người này người kia, mà cứ cái gì ông lấy ra là đủ thừa Chúa, với cái gì ông Chúa cái miệng, tôi nói đừng có thề nữa. Tôi thẳng thắn lắm.
Chúa đâu mà ban phước cho những người như vậy, Chúa đâu ban phước cho cái trật tự đó. Chúa ban cho người có tay trong sạch và lòng thánh khiết, Chúa ban cho người thuận phục, Chúa ban cho người có thánh linh ngự trong lòng dẫn dắt, chứ Chúa đâu ban phước đó, cái lời của Chúa. Cho nên cứ lấy Chúa ra mà thề. Rồi gì nữa? Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Ở đây nói rằng cái sự thuần phục đó dần dần mà chúng ta biết được, nhận thức được thì Chúa sẽ làm. Kìa anh em, câu 16, kìa anh em lấy những lời kiêu ngạo khoe mình, phàm khoe mình như vậy là xấu, tức là điều đó không đẹp lòng Chúa. Cái sự kiêu ngạo ở đâu mà có sự kiêu ngạo thì lộn xộn cạnh tranh tất cả nó sẽ theo. Cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Ở đây nói tất cả những điều trên câu này, câu kết luận của 17 của đoạn 4, tất cả những cái điều trong đó là gồm có nói hành, rồi tranh cãi, rồi không thuận phục, rồi dự định tất cả. Cuối cùng là thấy gì nó sai trạch và dẫn đến gì? Phạm tội nữa. Cho nên chuẩn bị tương lai, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Có cái bài hát nói là 60 năm cuộc đời phải không? Có bao nhiêu đó, 60 năm cuộc đời ha, 20 năm đầu sau đó, 20 năm tiếp theo rồi, 20 năm cuối rồi sao đó. Có thể có người sống đến cỡ 100. Mà tương lai chúng ta là gì? Cái sự sống, ai được sự sống mình sẽ mất, ai mất sự sống mình sẽ được, được mất. Trong đời này, sự sống này thuộc về Chúa. Tận tụy với Chúa, yêu mến Chúa, có mục tiêu cho đời sống. Mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn. Đi trong trật tự của Chúa. Không có gì mặc một đời sống tăng trưởng lớn lên. Và Chúa cũng cảnh báo rằng nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, có nghĩa là nếu làm ăn phát tài giàu có được tất cả, nhưng rồi mất Chúa thì cõi đời đời chúng ta sống như thế nào? Ở đây Tin Lành không có ý nói rằng ô cứ ăn rồi cầu nguyện cứ là cái việc ô cứ lâm đời sau nó thiêng liêng. Không, Chúa không dạy vậy. Siêng năng lao động có, không làm thì không nên ăn nữa, có tất cả. Nhưng mà làm trong ý muốn của Chúa, làm trong sự ban ơn của Chúa, làm trong trật tự của Chúa, làm trong hiểu biết Chúa và mục đích làm. Thờ phượng Chúa, làm vinh hiển Chúa, mục đích làm, sống cho Chúa. Vì chúng ta có cái đời sống trong hiện tại này và trong cõi đời đời. Mà trong cõi đời này nó quyết định cho sự chọn lựa và trong cõi hiện tại này. Cho nên tôi nói ngoài là Chúa cho con đừng có già, tế bào nó chậm lại một chút ha, cho con trẻ lại một chút ha, trẻ lại cỡ chừng 15-20 năm nữa ha, là coi như nó đỡ quá, con có nhiều cái việc làm, là đam mê về cái công việc, đam mê về sống với Chúa. Nhưng mà quy luật rồi, theo như đã định cho loài người ha, phải chết già nua, bệnh tật đau ốm ai cũng có. Chứ chúng ta đừng mất thời gian, đừng có lãng phí tương lai. Trong năm 2004 này, theo dự định của một số của chuyên gia là tất cả khó khăn kinh tế rồi tất cả nhiều lắm. Mà đối với chúng ta thì tin cậy Chúa, bình an trong Thượng Đế. Và chúng ta thấy rằng sự sống của đời này chỉ tạm thời, sự sống trong cõi đời đời. Và ngay trong cõi đời đời đó chúng ta kinh nghiệm trong sự sống hiện tại. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà, chị em hãy vui mừng trong Chúa, phước lắm. Tin cậy Chúa, hầu việc Chúa, phước lắm. Nhìn con người đôi khi thất vọng, nhìn cái tổ chức đôi khi thất vọng, nhìn những người tin kính đôi khi cũng có sai lầm. Nhưng chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, tương lai chúng ta nơi Chúa, Chúa không hề quên, không bỏ chúng ta. Chúa không bao giờ sai lầm, Chúa là chân lý. Quý vị đếm lại, cầu nguyện là đếm lại trong quá khứ quý vị tin Chúa như thế nào, và Chúa có đối xử tệ bạc, thất vọng với quý vị không? Để chúng ta thêm lòng yêu mến Chúa vững vàng để bước đi trong hành trình đức tin, dự định cho tương lai. Cõi đời đời là quan trọng hơn hết, linh hồn quan trọng hơn hết. Nhưng trong hiện tại chúng ta làm vinh hiển cho Chúa, chúng ta sống cho Chúa và được ở trong nhà của Chúa là một đặc ân vô cùng quan trọng, nối kết với tình yêu, nối kết với sự sống của Chúa. Chúa là nguồn, Chúa là toàn năng toàn tri, biết hết tất cả. Ý định của con người khác với ý Chúa. Con người không nhìn thấy trong cái lăng kính rộng lớn,
dễ thất bại, thất vọng. Mà nó có thành công đi nữa, nếu mà mất linh hồn thì là rất nguy hiểm. Được cảnh báo, sự sống của chúng ta nằm trong tay Chúa hoàn toàn. À, bây giờ ý Chúa, hãy thuận phục, hãy đến gần, hãy hạ mình. Xin Chúa dạy chính mình tôi và quý hội thánh tối hôm nay, để chúng ta vui mừng. Tin Chúa là vui mừng bước đi với Chúa. Nhiều người tin Chúa mà than, là cái nhìn ra là cái mỏ than, nhìn ra mỏ than, đi nhà thờ cũng vậy. Nó có là có tiền cũng nhanh, không có tiền cũng nhanh, không biết thế nào, buồn quá. À, tin Chúa thì kỳ cục kế. Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn chúng ta ngẩng cao đầu. Chúa muốn chúng ta phải là con cái sáng láng. Chúa muốn chúng ta bày tỏ cái tinh thần yêu mến Chúa, tinh thần thờ phượng Chúa, tinh thần chứng đạo, tinh thần ảnh hưởng đến phước hạnh của người khác. Xin Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em và chính mình tôi. Amen.